rồi hai đứa mình mới trở lại với channel của tụi mình. Thì thông thường khi mà tụi mình lên những cái video như thế này thì tụi mình sẽ cố gắng mang lại cho mấy bạn những cái kiểu như content vui vẻ hay là tiếng cười gì đó. Nhưng mà ngày hôm nay sau một khoảng thời gian dài tụi mình đã không có hoạt động ở trên kênh thì hôm nay tụi mình quay lại và khá là buồn vì tụi mình phải thông báo một cái tin rất là buồn. Và tụi mình cũng sẽ chia sẻ lý do là tại vì sao mà suốt khoảng thời gian mà tụi mình đã không thể nào mà hoạt động kênh hoặc là ra video được. Thì cũng như những bạn nào theo dõi tụi mình lâu thì nếu mà trước khi xem video này thì các bạn đừng quên là chia sẻ video này giúp mình. Tại vì thật sự là bây giờ tụi mình cần mọi người chia sẻ video này để cho những bạn mà yêu quý tụi mình và yêu quý, đặc biệt là yêu quý hai bé mèo Thái Tử và Quật Tử của mình á, để cho những bạn đó nhận thông báo giúp mình nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu video nè. Ok, theo như mọi người theo dõi hai đứa mình từ đó đến giờ thì các bạn cũng biết là tụi mình có nuôi hai bé mèo, đó chính là Thái Tử và Quật Tử, một con đen và một con trắng, đúng không? Thì hiện tại thì chúng ta có con Thái Tử ở đây các bạn, đó là con Anh, là con màu đen, và bé Em là con màu trắng. Thì bây giờ thì mọi người cũng thấy là tụi mình chỉ còn có một con mèo mập màu đen thôi. Thì bé mèo trắng của mình các bạn, bé mèo trắng của mình nó đã hy sinh nè các bạn ơi, nó đã qua đời các bạn, do nó bị một cái chứng bệnh lạ mà mình chở nó đi bác sĩ người ta không biết bệnh gì luôn các bạn, và kiểu nó nhanh quá, trong vòng một đêm tới sáng là nó đã đi xe cai các bạn ơi. Thì con bé trắng của mình đó nó mất vào khoảng nửa năm trước, là vào tầm khoảng tháng 10 các bạn. Tôi còn nhớ cái ngày đó luôn mà. Sau khi con bé trắng của mình mất xong thì kiểu tụi mình quyết định là sẽ im lặng một thời gian, kiểu như trong khoảng thời gian đó thì tụi mình gọi là sao ta, kiểu quên đi đã buồn vì con trắng đã không còn nữa mấy bạn. Kiểu như lúc đầu thì lúc nào nó cũng bên cạnh tụi mình á, nó chạy vòng nó chơi tụi mình mấy bạn. Rồi có mới có một đêm con thức dậy thì nó đi rồi mấy bạn ơi, mà nó đi trong cái bệnh nó nhìn nó tội nghiệp lắm mấy bạn. Thật ra thì mình không biết mình để nó đây được không ta? Không, mình không để cho bạn xem được rồi. Tụi mình xin phép là không nói sâu về cái vấn đề mà con bé trắng của mình nó mất như thế nào, tại vì nếu mà bây giờ nhớ lại thì chắc là mình không thể nào kể cho bạn nghe được. Thôi mèo đừng có buồn nữa. Đấy ra thì tụi mình cũng định là sẽ thông báo cho mấy bạn biết trong khoảng thời gian đó luôn, nhưng mà khoảng thời gian đó kiểu tụi mình bị kiểu buồn á, cho nên là tụi mình không thể nào mà thông báo cho mấy bạn biết được liền. Không có chuyện gì mấy bạn, thì kiểu thì bé trắng bây giờ chắc là nó đã được chuyển sinh rồi bạn ơi, không có gì phải buồn hết mèo. Thì mình đã rút kinh nghiệm là mình định là chờ đến tận bây giờ mới thông báo cho mấy bạn biết, tại vì mình biết nếu mà khoảng thời gian đó mình lên thông báo thì chắc mình cũng sẽ khóc nhiều hơn như vậy. Không sao đâu, mình còn bé mập nè, bé mập quá dễ thương của ta luôn. Mình định chia sẻ với mọi người nhiều hơn nhưng mà mình nghĩ chắc là mình chỉ tóm gọn lại trong video này là khoảng thời gian qua là tụi mình đã không ra video được, là vì một phần là về sự ra đi của con mèo trắng của mình, nó giống như một thành viên trong gia đình của mình và trên kênh đối với mọi người vậy đó. Cho nên là mình quyết định thông báo cho những bạn nào mà đã từng yêu quý hai con mèo của mình. Thì để mình nói cho, thì mèo chỉ muốn thông báo cho các bạn biết là bé trắng nó không còn tồn tại trên đời nữa rồi. Bây giờ tụi mình chỉ còn mỗi bé đen thôi. Và mèo cũng đã rất là buồn vì bé trắng nó ra đi mấy bạn. Nên khoảng thời gian đó mèo kiểu bị trầm cảm, mèo không có ra video. Mình với mèo cũng đi du lịch rất là nhiều để quên đi bé trắng, nhưng mà sao mà quên được bạn, đó là con mèo con của mình thương nó nhiều lắm. Còn từ bây giờ chắc là mình phải để cho bé trắng ra đi, để cho bé trắng không còn lưu luyến gì lại, thì mình bắt buộc phải để bé trắng ra đi, kiểu bạn hiểu không? Không còn bé trắng nữa, giờ cuộc sống tụi mình chỉ còn lại mỗi bé mèo mập thôi bạn, một bé mèo đen mặc thù lù thôi. Và mình cũng định là kiếm cho một bé mèo đen này á, là thêm thằng Em nữa bạn, để cho nó thay thế đi cái khoảng trống mà bé trắng đã bỏ lại. Tội nghiệp mèo quá. Thì mấy bạn thấy sao? Bạn comment phía dưới là mình có nên kiếm thêm một bé mèo nhỏ khác để nuôi nữa không mấy bạn? Và để cho mọi người không bị thắc mắc thì trước khoảng thời gian mà con bé trắng nó mất thì tụi mình cũng đã có quay, may mắn là mình cũng đã có giữ lại khá là nhiều kỷ niệm với con bé trắng. Thì trong khoảng thời gian này thì tụi mình sẽ up những video đó lên trên kênh Tí Vlog. Ok, và chắc là tụi mình cũng sẽ bắt đầu hoạt động kênh lại luôn. Tụi mình sẽ hoạt động lại kênh mèo, kênh Reddit luôn. Cho nên là
Cảm ơn mọi người khoảng thời gian qua đã chờ đợi tụi mình và đã luôn luôn ủng hộ tụi mình. Và bây giờ thì chắc là mình phải kết thúc video tại đây thôi. Tụi mình sắp hoạt động kênh lại và sau này tụi mình sẽ có những cái video mà mình chưa up về bé Trắng á, mình sẽ up lên cho các bạn xem để cho những bạn khỏi thắc mắc là tại sao bé Trắng mất rồi mà mình vẫn còn video của nó. Ok vậy thôi, bye bye, hẹn gặp lại mọi người. Và mọi người, cảm ơn mọi người đã hộ tụi mình và tiếp tục chờ đợi tụi mình ở tận bây giờ. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người. Bye bye. Tèo 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 tèo.